bạn trai công khai các CDH của nam em, dưới 100 triệu không nhận. Trên livestream, bạn trai tiết lộ các CDH của nam em là từ 100 triệu đồng một show. Thu hút sự quan tâm của dân mạng. Phía nam em cho biết chỉ nhận show với mức giá trên 100 triệu đồng, thấp hơn sẽ không nhận trong livestream gần đây. Bạn trai cũng là người đại diện của nam em gây bất ngờ khi đề cập đến tiền cát xê của cô trong mỗi show diễn. Cụ thể, khi được một người hỏi về số tiền để mời người đẹp biểu diễn, bạn trai nam em cho biết mức giá để cô hát ở Hải Phòng là 100 triệu đồng. Thấp hơn không nhận. Theo người này, 100 triệu bao gồm chi phí đi lại, ăn ở của nam em và ekip. Người này chia sẻ, công khai giá show trên này luôn cho mọi người biết. Nhưng cũng có lúc giá sẽ cao hơn, có thể là 140 triệu. Bởi vì có một số anh em làm bầu show thì người ta nhận từ tôi 100 triệu thì họ vẫn báo lên 120. 130 triệu, cái đó là hợp lý. Còn khi mà họ nhận 120, 130 triệu mà mọi người liên hệ với tôi trực tiếp thì tôi sẽ báo lên một giá cao hơn. Năm nay nam em sẽ không có show rẻ, tôi sẽ là người trực tiếp nhận show cho nam em. Mọi người đừng bao giờ nói câu là nam em thiếu show. Tôi dư sức nhận show, chỉ sợ nam em không đủ sức để đi thôi. Nam em để bạn trai toàn quyền quyết định việc nhận hay từ chối show diễn trao đổi với thanh niên. Người đại diện của nam em xác nhận thông tin này. Nói thêm về các C, bạn trai người đẹp sinh năm 1996 cho rằng đây là mức giá phù hợp. Phía nam em cho hay, có thể mọi người không biết chứ cả một ekip di chuyển ra Bắc tốn kém lắm, từ thợ trang điểm, chụp ảnh, trợ lý, tiền đi lại, tiền khách sạn. Nhìn vậy chứ không còn bao nhiêu đâu, giá đấy hoàn toàn bình thường chứ không cao. Tôi công khai lên cho người ta biết, nếu thấy hợp lý thì người ta mời chứ không ngại gì cả. Bạn trai của người đẹp gốc Tiền Giang nói khi công khai giá cát xê. Anh chỉ sợ nam em không đủ sức khỏe để đi diễn chứ không sợ thiếu show. Mỗi khi nhận show, anh đều lo lắng vì sợ Hoa Khôi Động bằng sông Cửu Long 2015 không đủ sức khỏe nên phải cân nhắc khá kỹ trước khi nhận lời. Người này nói thêm, sắp tới anh sẽ hạn chế nhận show diễn tại phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh vì thấy cát xê thấp. Thay vào đó để người đẹp biểu diễn ở khu vực miền Bắc nhiều hơn. Bạn trai nam em khẳng định anh là người toàn quyền quyết định nam em sẽ biểu diễn ở đâu. Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 từng chia sẻ đang tích cực chạy show ca hát để trả nợ, hiện tại tôi là người đại diện. Quản lý cho nam em nên sẽ trực tiếp nhận hoặc từ chối nếu thấy không hợp lý. Tôi ở cạnh nên sẽ biết sức khỏe nam em như thế nào. Sắp tới chúng tôi hướng tới kinh doanh và nhiều việc khác nên sẽ cân nhắc các show diễn phù hợp. Ngoài vấn đề tiền bạc, nếu đơn vị mời show vui vẻ, không mang tiền ra áp đặt thì chúng tôi sẽ nhận lời. Còn nếu trả các xe cao mà nói chuyện không ổn, không tôn trọng mình thì chúng tôi cũng từ chối, phía nam em chia sẻ. Thời gian qua, nam em trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng khi thường xuyên livestream trò chuyện với người hâm mộ. Điều khiến nhiều người chú ý là người đẹp gốc Tiền Giang thể hiện những dấu hiệu bất thường, có lúc khóc lóc. Khi lại chửi bới rồi lại năn nỉ dân mạng tha cho mình. Có lúc, nam em chia sẻ không còn muốn làm nghệ sĩ vì chịu áp lực quá lớn từ dư luận. Nhưng khi khác, cô lại mong khán giả yêu thương để có thể tiếp tục đi hát. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của nam em và bạn trai cũng khiến nhiều người quan tâm. Bàn tán.